Kính thưa quý cô chú bác và quý anh chị, điều mà chúng ta quan tâm trong cuộc sống thông thường là vấn đề sức khỏe và sau đó gắn liền với đời sống đó là vấn đề tài chính kinh tế, cuộc sống sinh nhai. Những diễn biến về đời sống kinh tế trong bối cảnh ngày nay. Nếu là những diễn biến tốt đẹp tích cực nền kinh tế thịnh vượng thì chúng ta đó là điều chúc mừng với nhau. Tuy nhiên chúng ta cũng chia sẻ với nhau trước những khó khăn trong nền kinh tế đang lạm phát và ảnh hưởng sâu rộng đến từng gia đình, từng bàn ăn và những người nội trợ đã cảm nhận rõ trong chi phí sinh hoạt hàng ngày của mình. Và hẳn nhiên đó đều có nguyên do của nó nhìn từ trên, từ thượng tầng xuống chúng ta thấy. Chắc hẳn những người mà có thể tạo ra công ăn việc làm chỉ cần một chuyển biến nhỏ của họ cũng làm tác động đến trực tiếp đời sống, sinh hoạt kinh tế của từng gia đình người dân. Vừa qua, tỷ phú Jeff Bezos đã đệ trình một báo cáo với cơ quan quản lý liên bang, cho biết là ông đã bán gần là 12 triệu cổ phiếu Amazon trị giá hơn 2 tỷ đô la Mỹ. Theo NBC News, vào ngày Chủ nhật ngày 11 tháng 2, Người sáng lập và chủ tịch điều hành công ty bán hàng qua mạng khổng lồ Amazon đã thông báo cho Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch SEC về việc bán là 11.997.698 cổ phiếu phổ thông vào ngày 7 tháng 2 và ngày 8 tháng 2 năm 2024. Tổng giá trị cổ phiếu của Amazon có trụ sở tại Seattle, nơi ông thành lập công ty trong một gara khoảng 3 thập niên trước, mà tỷ phú Bezos bán ra là hơn 2,4 tỷ đô la Mỹ theo tổng giá niêm yết. Chúng ta thấy những nhà tỷ phú của Mỹ thường là những nhà mà nổi lên một cách đặc biệt và nhanh chóng có điểm chung là thường là họ phát triển từ một cái gara và chúng ta cũng nên đặt câu hỏi là đằng sau những câu chuyện như vậy có những ai là chủ kịch bản của những câu chuyện đó hay không và là những người và thế lực nào đã chống lưng cho những con người nhỏ bé này trở thành những ông khổng lồ trước công chúng và trước truyền thông phổ biến trên toàn thế giới. Hẳn nhiên vở kịch nào cũng có kịch bản và vở kịch nào cũng có những đạo diễn. Dù là đạo diễn đó là một cá nhân hay là một tập thể thì hẳn người dân cần phải tinh vi nhìn ra những diễn biến về kinh tế trong kịch bản của họ trong bối cảnh làm ăn phát đạt thì hẳn nhiên không ai có thể bán đi tài sản đầu tư của mình. Vốn giống như cỗ máy hái ra tiền và tạo ra lợi nhuận. Họ chỉ bán tháo và thay đổi chiến thuật khi có những diễn biến bất thường mà thôi. Trong một hồ sơ khác của SEC cho thấy, ông Bezos đề nghị bán thêm 50 triệu cổ phiếu Amazon vào khoảng tháng 7 tháng 2 và giá trị thị trường ước tính là 8,4 tỷ đô la Mỹ. Ông Bezos tư chức tổng giám đốc của Amazon vào năm 2021 để dành nhiều thời gian hơn cho các dự án khác của mình, bao gồm công ty không gian Blue Origin và hoạt động từ thiện. Địa chỉ của ông trong hồ sơ chứng khoán được ghi là Seattle, mặc dù theo báo cáo nhà tỷ phú đã dọn đến Miami. Vào năm 2019, ông Bezos nắm danh hiệu là người giàu nhất trên thế giới với tạp chí Fox. Ông gửi lời khuyên đến những người muốn bắt đầu kinh doanh riêng rằng là hãy sẵn sàng chấp nhận rủi ro, mạo hiểm, thất bại, dù có nặng nề là một phần trên con đường đến thành công. Tạp chí Entrepreneur dẫn lời tỷ phú Jeff Bezos cho biết, chúng tôi luôn chấp nhận các rủi ro có thể xảy ra và chúng tôi sẵn sàng nói về thất bại, những thất bại nặng nề đó là điều cần thiết để đi đến thành công. Ông Bezos nói tiếp, nếu chưa thất bại nghĩa là chúng tôi vẫn chưa bung hết sức và chưa làm đủ lớn. Thất bại sẽ đến nhưng không sao, đó là một phần cần thiết để thành công. Đối với những người muốn bắt đầu con đường khởi nghiệp kinh doanh riêng, ông Bezos nói rằng nếu một ý tưởng kinh doanh không có rủi ro thì có lẽ đã được rất nhiều người làm rồi, chúng ta cần làm những điều mới, những điều có thể sẽ không thành công phải cần nhiều thử nghiệm. Ông Bezos, một điều nữa cũng không kém phần quan trọng trong kinh doanh đó là đam mê, vì bạn sẽ phải cạnh tranh với những người cũng có đam mê như bạn. Cuối cùng để kinh doanh thành công thì phải luôn nghĩ đến các khách hàng, làm cho khách hàng hài lòng không chưa đủ mà còn phải làm cho họ cảm thấy thích thú. Ông Bezos sáng lập công ty Amazon từ năm 1995 với chỉ 10 nhân viên, đến nay Amazon được ước đoán có giá trị khoảng là 1,7 nghìn tỷ đô la Mỹ. Theo nasdaq.com cho biết như vậy. Kính thưa quý cô chú bác và quý anh chị, sau 40 năm định cư ở Mỹ, người đàn ông U70 về Việt Nam thì đã vô tình gặp lại mối tình đầu của mình và biết rằng bà ấy chưa lấy chồng. Ông liền đến dạm hỏi và tổ chức lễ cưới một cách linh đình ngày 14 tháng Giêng năm 2024. Thông tin chú rể 65 tuổi làm lễ cưới cùng cô dâu 62 tuổi ở Sài Gòn khiến cho mạng xã hội xôn xao. Câu chuyện về lễ cưới đặc biệt này được trang Tôi là dân Hóc Môn đăng tải ngoài hình ảnh hạnh phúc của cô dâu chú rể. Trang này còn chia sẻ chúc mừng cô dâu chú rể sau gần 4 thập kỷ đã tìm lại được nhau. Cô dâu 62 tuổi ở Bình Chánh, chú rể 65 tuổi ở Người Hóc Môn. Cô dâu là tình đầu của chú rể nhưng sau này chú rể đi Mỹ còn cô dâu vẫn ở vậy. Thật là vui mừng khi mà sau gần 4 thập kỷ chú rể về Việt Nam đã vô tình gặp lại tình đầu của mình. Và nay chính là ngày vui của cô chú đang làm tiệc tại Hóc Môn. Chúc mừng cô chú trong năm hạnh phúc. Mùa cưới năm nay lại thêm một đôi trọn vẹn. Bên dưới bài đăng, Cộng đồng mạng để lại rất nhiều bình luận chúc phúc cho cô dâu chú rể tìm được nhau ở tuổi xế chiều. Anh Phan Bảo, ngụ ở huyện Hóc Môn ở Sài Gòn xác nhận. Đúng là ngày hôm nay, 14 tháng riêng, anh họ của tôi là Văn Tuấn, 65 tuổi, Hóc Môn, tổ chức lễ cưới cùng với chị Kim Nhàn, 62 tuổi, thuộc huyện Bình Chánh ở Sài Gòn. Lúc sáng tôi có tham gia bưng quả sang nhà gái rước dâu cùng với anh Tuấn. Anh Tuấn trở về Việt Nam sau hơn 40 năm định cư ở Mỹ anh và chị Nhàn từng là tình đầu của nhau. Anh bảo cho biết hiện vợ chồng anh Tuấn đang đãi tiệc tại nhà ở Hóc Môn, tiệc cưới được đông đảo người thân họ hàng đến tham dự và chúc mừng. Ai cũng mừng cho anh Tuấn và chị Nhàn, cuối cùng cả hai đã gặp lại nhau, chúng tôi đều hy vọng anh chị hạnh phúc viên mãn, anh bảo chia sẻ như vậy. Dù cặp đôi đã lớn tuổi nhưng lễ cưới diễn ra cũng rất là đầy đủ thực hiện đúng và đủ các nghi lễ truyền thống. Tết này ông bà đã có nhau. Tài khoản ái nhiên hào hứng và chúc phúc cho cô dâu chú rẻ U70. Nhiều tài khoản mạng xã hội cũng cho rằng lễ cưới của ông Văn Tuấn và bà Kim Nhàn thực sự là điểm sáng cho mùa cưới năm 2023 và 2024. Kính thưa quý cô chú bác và quý anh chị, theo tờ báo Việt Nam Travel ở trong nước đưa tin về việc sập tháp chuông tại công trình xây dựng ở cảng Nha Trang được biết là cảng cáp treo của Vingroup tại Nha Trang, đã bất ngờ đổ sụp vào sáng 14 tháng Giêng năm 2024. Ngọn tháp chuông cao hơn 10 mét thuộc một dự án khu vực cảng Nha Trang đã bất ngờ đổ sập. Dự án đang được phong tỏa và chưa có thông tin thương vong về người. Ga cáp treo đang xây dựng tại khu vực cảng Nha Trang thuộc địa bàn phường Vĩnh Nguyên, thành phố Nha Trang, thuộc tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam đã bất ngờ đổ sập phần tháp chuông. Theo thông tin từ tờ báo Vnepress trong nước, tòa tháp có độ cao khoảng 10 m thuộc dự án rộng hàng nghìn mét vuông chạy dọc theo bờ biển phường Vĩnh Nguyên. Tại thời điểm xảy ra sự cố bên trong có nhiều máy móc. Nhận được tin báo, phóng viên đã liên hệ với ủy ban dân phường Vĩnh Nguyên, tuy nhiên chưa nhận được câu trả lời về việc có xảy ra thương vong về người hay không. Được biết công trình dự kiến sẽ khai trương vào cuối tháng riêng năm 2024. Kính thưa quý cô chú bác và quý anh chị, một sát thủ gốc Việt ở Canada đã vào thứ năm lãnh án tù trung thân sau khi tối cả pháp viện BC nghe những lời cảm động từ thân nhân một nạn nhân và một nhân chứng cho biết bị quẫn trí và suy sụp tinh thần như thế nào. Trong một bộ vest màu xám nhạt, tóc tết bím dài, Tyrell Nguyễn lắc đầu khi thẩm phán Miriam Roper Hỏi bị cáo có muốn nói gì sau khi bà tuyên án hai vụ sát nhân mức độ 1 và hai vụ cố sát. Nguyễn mỉm cười với một người bạn ngồi ở khu vực dành cho công chúng ngay phía sau anh ta và nắm tay đặt vào ngực hai lần bày tỏ thiện trí. Trước khi khoác áo khoác bước ra khỏi phòng xử án, bà mẹ anh ta ngồi ở hàng ghế trước chùi nước mắt. Trung thân không được tha bổng trong 25 năm là một bản án đương nhiên đối với các vụ sát nhân có chủ ý. Nguyễn Lãnh bốn án trung thân song hành cùng một lúc. Tòa vào tháng 11 phán quyết Nguyễn phạm tội sát nhân mức độ đối với đối thủ băng đảng Randy Kang ở Surrey vào ngày 27 tháng 10 năm 2017. Và nạn nhân vô tình Chuck Vick Mahi vào ngày 12 tháng 11 năm 2018 ở Abbotsford. Y cũng bị phán quyết các tội cố sát Gary Kang, em trai của tên Randy và cộng sự Camilo Alonso. Hai vụ này đều xảy ra vào buổi tối tên Nguyễn sát hại Randy. Trước đó vào thứ năm công tố viên Joe Bello đọc trước tòa tuyên bố của nạn nhân. Trong đó có tuyên bố từ bố mẹ của Mahi, sinh viên đại học bị bắn sau khi bị một chiếc xe khác đâm từ đằng sau. Anh trai của Mahi mới thực sự là đối tượng thanh toán của băng đảng. Bố mẹ của Mai cho hay, con trai họ là một người đàn ông trẻ tử bi và giàu lòng nhân ái, được nhiều người yêu quý với ước mơ trở thành cảnh sát và tham gia lực lượng đặc nhiệm chống băng đảng. Nhiều đồng hương gốc Việt chúng ta nghe xong vụ án và chia sẻ nói rằng, đây là một con người không biết trân trọng cái mình đang có mà bao nhiêu người mơ ước cũng không được. Bởi cuộc sống nhìn về quê hương ngày nay, nhiều người phải tháo chạy ra nước ngoài tìm kiếm công ăn việc làm người thì đi hợp tác lao động người thì đi vượt biên đủ mọi hình thức làm sao để họ có được cuộc sống mới và môi trường mới trong khi một thanh niên gốc Việt trẻ trung trai trắng lại không đi vào đường chính nghĩa ở một quốc gia đầy cơ hội để mà phát triển cá nhân và thế hệ tương lai mai sau của con em mình mà lại đi đặt đổ ngay chính cuộc đời của mình mà bao nhiêu người khác phải nuối tiếc nhiều người nói rằng giá trị của cuộc đời con người không chỉ là môi trường tốt mà phải do chính người đó cộng tác với môi trường đó để xây dựng cuộc đời của mình cho thật ý nghĩa với xã hội với người thân yêu và bạn bè chung quanh tạo ra một con người giá trị thực sự cho cuộc đời hơn là một người mang đến mầm họa cho biết bao nhiêu con người khác kính thưa quý vị một chút thông tin kênh xin gửi đến quý vị xin chân thành cảm ơn quý vị đã dành thời gian quý báu để lắng nghe cũng như dành thời gian để nhấn đăng ký và thích kênh để quý vị có thể nhận được những video mới nhất từ kênh xin trân trọng